Chào các bác cô chú anh chị, lại gặp lại các bác cô chú anh chị làm cây đề của bác nhé. Hôm qua là chỉnh sửa cây đa này, nhưng mà đấy các bác, cái lúc mà kết thúc video thì chưa phải là kết quả cuối cùng đâu các bác, thường là định hình thôi, thì sau mình còn chỉnh sửa dần dần, nhiều cái, nhiều những cái nét mà mình phải ngắm rất là lâu nó mới sửa xong. Và thứ hai là đêm hôm mình đục đẽo thì nó cũng không tiện, chỉ định hình dọn dẹp các bước các bác xem ấy, thì cơ bản này bây giờ nó đẹp hơn tối hôm qua rất nhiều. Thì chia sẻ với các bác, mặc dù vẫn chưa thay chậu trước kìa các bác, để nguyên này hôm nào có cái chậu thì thay sau. Đấy thì nó khác gì so với hôm qua thì là đây, thứ nhất là cái rễ này là bỏ hoàn toàn, hôm trước nó vắt lên đây nhé các bác nhé. Cái thứ hai là cái rễ này vắt sang đây thì tôi bỏ chéo đây, cái rễ này quòng sang đây thì tôi cho đẩy nó ra đây rồi. Đấy, bệ nó rất là gọn gàng đẹp rồi, bỏ đi rất nhiều. Đấy, còn cái phần sau này tôi khoét hẳn đi rồi, hôm trước ở đây nó không có trống này nhau các bác nhé. Đấy thì nó lộ cái vai thứ ba này ra rồi thì rất là đẹp rồi, vách làng thì chỉnh vén xuống rất là chuẩn rồi. Đấy, cái vách này cũng vậy, như hôm qua có trình bày ấy, là đục bỏ cả cái khối này các bác đúng không, thì các bác nhìn thấy là hết rồi đúng không, sửa hết cỡ rồi đúng không. Đấy, cái rễ này hôm qua là cái rễ rất to nhá, nó dính vào cái thân này, tôi mới khoét vào cái thân này, mới khoét chiều nay này. Đấy, cái việc thân khoét tôi bôi keo nó đen đen này, toàn bộ cái mảng đen đen này là thân đấy, còn thân hôm qua các bác xem lại video nhé. Đấy, cái rễ này nó vắt sang đây rồi thì chỉnh ra đây rồi, bệ rất đều và vừa có cốt vừa có vách rồi, mà không bị chiều trướng cái đoạn thô này, hết thô rồi. Đấy, và cái chỗ này bỏ hẳn cái đường mà tôi đục tối hôm qua tôi chưa bỏ hẳn hết ấy. Đấy thì bỏ hẳn đi rồi, bỏ hẳn đi rồi, rất là thoáng rồi, cây cối rất là đẹp rồi, chỉnh sửa là hết cỡ rồi. Sau này thì có lên chậu rồi hoặc là lên đá thì tùy, cây này lên đá cũng đẹp, đà lên đá thả nước rất là đẹp thì cũng là một phương án. Thế còn chơi tự nhiên này cũng rất là đẹp, mai tôi sẽ phủ thêm đất ở trên này cho nó mát cái đầu rễ, nó phi rễ ra. Đấy thì vẫn để lộ để các bác xem, muốn khoe các bác được thế không? cái này chụp ảnh tối hôm qua nhìn chán đời, thực tế bên ngoài đẹp lắm. Hôm qua nhìn lại mấy cái ảnh nó chụp, đúng là mấy cây răng làng rất khó chụp ảnh, không phải là nó rất nhiều chiều sâu cho nên là chụp ảnh không thấy hết được cái nét. Cây đà rất hài hòa, mini các bác, mini 20-25. Đấy chậu thì 25-30 là thoải mái. Cái này ok các bác nhé, đẹp rồi, bệ bãi rất là cuồn cuộn đây này, bệ bãi cuồn cuộn. Ok thì hôm nay kết hợp làm cái đà với cái dâm bụt cho nó thành đa dâm, cho nó một cái câu chuyện vui vui các bác. Cây dâm bụt này nó còn đang nhiều hoa lắm, hoa và nụ này. Đấy nhưng mà nó tùm quá nên chuột nó ở các bác, nó cắp đủ thứ vào đây, tôi cắt nó đi, cũng đến mùa dọn dẹp rồi, thoáng thiết rồi, chắc đêm nào cũng phải làm đấy, cây các cái cây xanh xì là đến lúc làm hết rồi, cái sung như đẹp quá. Đấy thì bây giờ hôm nay khoe lại các bác là cái cây đa này và làm cây dâm này các bác nhé, dâm bụt ta, thì các bác sẽ được theo dõi. Đấy thế còn cây này thì cây đa rất thành công rồi, đấy rất thành công rồi. Rất sửa xong cái là yêu luôn đấy các bác nhé, rất tâm đắc. Để tôi dựng máy làm cái dâm bụt nhé các bác, chuột bọ nó cắp rác nó làm tổ này, khiếp quá. Cho nước tối
không làm chi tiết. Đỡ tối cho các bác theo dõi nhé. Rất nhiều hoa này, nụ rất nhiều. Quất này, cắn hết cả quất.
Đấy, chuột mất tổ.
hoàn thành rồi, bồi keo sẹo rồi đục mấy cái sẹo gọn gàng rồi. Thì các bác bây giờ nhìn này, các bác có nghĩ nó là cây dâm bụt không? Chắc là ít người gần như không nhìn ra đúng không các bác? Đấy, nhìn sẽ tưởng nó là cây xanh hay cây si gì đấy. Để thấp xuống một đốt nữa, bỏ cái này đi, tí nữa bỏ. Đấy các bác, dáng dấp rất hay này, rất làng, có vách nữa thì gọi là xanh si rồi. Rất thiên nhiên, rất thấp, lùn, đầm. Không phải là một cái thân mà nó thẳng đơ, hạ ngang để cho nó lùn ra đâu, mà nó lùn tự nhiên các bác. Đấy, nó cứ mọc xong nó chảy ra. Dưới này củ kiếp nó có bệ đấy, có bệ dễ đấy. Các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Đấy, ghê gớm không? Ghê gớm không? Chuột bọ nó ở trong này, nó vừa nãy nó cắn nó tha đủ thứ vào đây. Các bác thấy ok không? Từ trên xuống dưới các bác xem nhé. Đấy. Như này có bảo phải vào cái xanh Nam Điền nhỉ. Dâm bụt nó quý hơn chứ các bác. Xanh Nam Điền mà như thế này thì lại nhiều. Để có cây một cây hoa, một cây bất kỳ mà dáng dấp nó được như cây xanh thì tuyệt vời các bác. Chẳng qua là xanh si nó đắt quá. Dâm bụt thì ít có cây, và cái thứ hai là chủ yếu người chơi là chơi theo trào lưu á. Thấy người ta mua xanh si đắt thì mình cũng chơi xanh si, thà trả cây xanh si đắt hơn cây dâm bụt như thế, còn hơn là mua một cây dâm bụt, ví dụ như vậy. Thế còn mình là người chơi các bác, cứ đẹp là mình phang thôi. Tất nhiên theo được thị hiếu thì rất là tốt, nhưng mà đôi ra chơi đa dạng chút. Đấy các bác nhé, cây dâm bụt rất hay, cổ quái già đanh và co lắc sạch sẽ đấy, thích lắm các bác. Cứ thế cắt thôi. Bây giờ thì đấy, nó còn nhiều nụ nhiều hoa lắm các bác, nhưng mà thôi chơi thế này cho nó đỡ rạc cây đi, và nó rụng hoa rụng lá nhiều lắm các bác. Chuột bọ nó cắn thôi, thế là ngon rồi. Cụ dâm bụt, cụ dâm và cháu đa. Đấy, cháu đa. Đấy, đa dâm nhưng rất khỏe, không hại thận, không thấy bệnh tật gì các bác nhé. Rồi, câu chuyện vui đêm khuya tí các bác nhé. Cảm ơn các bác theo dõi nhé. Đấy, cứ mỗi đêm giờ là thịt một cây, ít nhất một cây. Cây này thì để đêm mai. Cây này định làm cho nên không tưới, cái kia tưới ướt rồi, thì là mai. Hẹn gặp lại các bác ngày mai nhé.